Và đây là con chuẩn bị nha quý vị. Đó, lau xe các kiểu đồ. À, công ty phát gạo, phát gạo cho nhân viên mang về. Đây, công ty phát gạo cho nhân viên mang về, một người là 25 kg, người thùng gạo 25 kg. Công ty chính thức ngày hôm nay ngày 23 tháng 10 năm 2021 chính thức là công ty xả trại dừng 3 tại chỗ cho công nhân về trở về nhà đi làm lại bình thường. Đây là anh Đức. Anh Đức đã chuẩn bị đồ, bỏ cốp xe rồi, chuẩn bị đi về nè đó. Quá trời luôn ha. Công ty chỉ có 300 công nhân thôi. Nhận gạo đi. Xe đi về đây. Công ty chính thức dừng 3 tại chỗ cho tất cả công nhân viên đi làm trở lại bình thường. Đây mọi người. Đây là thùng gạo của công đoàn cho nè nha mọi người. Gạo này là gạo công nghiệp. Gạo công nghiệp cho nên là được ép nha mọi người. Đây là gạo công nghiệp nha. Chứ không phải là gạo gạo là gạo xuất khẩu á. Đấy, một thùng một người 25 kg cui ra nó như này nè, đóng cục như cái bánh in gì đó. Anh em đang cui ra nè, đó cui chia ra gì đây, chia hả, cui chia ra gì, cái này người mấy cục, người 2 cục hả? Một thùng vậy là mấy cái, mấy bịch? 5 gói. Một thùng như vậy là 2, 4, 5 gói đang ngồi người 2 cục hả? Vậy là chưa tính là tổ máy hả? Này tính ký nha mọi người. Đây. Anh em đang hát gạo gì đây? Cho lên những tốt hơn. Đây là tất cả mọi người đang chuẩn bị đồ đạc thấy lên trời ơi quá trời đấy đó nói về nè, người 25 kg gạo. Rồi ràng lên xe luôn rồi, trời ơi Winner mà ràng 2 cục gạo ràng từ lực cơ. Đó, chia ra nè. Tao chia đây quá. Đây, mọi người đang chia ra nè. Anh Dũng ơi, chuẩn bị ra đi anh Dũng ơi, chừng cần bây giờ đó anh Dũng ơi. Không, em đâu lấy đâu, đây là luôn á. Để lại. Giờ 6.